Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Tucson nhé, dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ, cỡ xe của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 5 tháng 7 của năm 2024, em xin được cập nhật những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Hyundai Tucson này, để cho những anh em nào đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Hyundai Tucson ở cái thời điểm tháng 7 này sẽ có thể nắm được. Hiện tại thì cái chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước đang dự kiến được thực hiện vào ngày 1 tháng 8 sắp tới. Thì cái chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng của dòng xe Hyundai Tucson này lại được điều chỉnh một chút về cái quyền linh động và giảm giá ở cái thời điểm đầu tháng 7 này. Thì cái chính sách giá bán như thế nào thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Hiện tại Hyundai Tucson được bán ra thị trường với 4 phiên bản, bao gồm phiên bản Hyundai Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn, 2.0 xăng đặc biệt, 2.0 dầu đặc biệt và phiên bản 1.6 turbo anh em nhé. Ở trong cùng phân khúc thì Hyundai Tucson đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, anh em cũng có thể tham khảo thêm. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-5, cạnh tranh với chiếc xe Ford Territory, đúng không ạ? Hay là với rất nhiều các dòng xe khác nữa, nhưng Hyundai Tucson vẫn luôn là một trong những cái dòng xe được rất nhiều anh em săn đón ở thời điểm này. Vậy thì ngay bây giờ mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được chính sách giá bán ở cái thời điểm ngày 5 tháng 7 em mới cập nhật được cho anh em. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 769 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ là bán nguyên giá là 769 triệu. Và thời điểm này bên em đang sẵn xe để giao ngay anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 833 triệu. Trả góp thì đang là 183 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 823 triệu. Trả góp thì đang là 175 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 806 triệu, trả góp thì đang là 157 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại thì bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe để giao ngay. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em hoặc nhắn tin cho em để em hỗ trợ có những cái chính sách và cái tiến độ xe cụ thể nhất để gửi tới anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Tucson 2.0 xăng đặc biệt. Hiện tại cái chính sách giá bán của bản này cũng đang được điều chỉnh giá. Bản này đang có mức giá niêm yết là 839 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em cũng đang bán với giá là 839 triệu anh em ạ. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về quà tặng phụ kiện thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 907 triệu, trả góp thì đang là 198 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 898 triệu, trả góp thì đang là 189 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 880 triệu, trả góp thì đang là 171 triệu. Hiện tại cái bản 2.0 xăng đặc biệt này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe, đủ màu, sẵn để giao ngay. Nếu anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì có thể gọi điện cho em hoặc nhắn tin cho em để em hỗ trợ có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em nhé. Đó. Ok, và tiếp theo em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Hyundai Tucson 2.0 dầu đặc biệt. Bản này thì bên em đang quá nhiều xe và có cực kỳ nhiều để có thể sẵn giao luôn cho anh em ở thời điểm này anh em ạ. Bản này thì đang có mức giá là 909 triệu. Hiện tại thì bên em vẫn đang bán cho anh em là 909 triệu, tức là mức điều chỉnh giá co lại so với thời điểm trước anh em ạ. Nhưng đặc biệt là có sẵn để giao ngay cho anh em. Đó. Về phần quà tặng thì bên em vẫn hỗ trợ tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Thời điểm này anh em đặt xe thì sẽ tiết kiệm đâu đó lên đến 55 triệu về cái thời điểm mà giảm thuế trước bạ anh em nhé. Anh em đợi được thuế thì anh em sẽ tiết kiệm được 55 triệu để có thể là giảm cái chi phí cũng như là cái số tiền mà mình mua và mình đi đăng ký ở thời điểm này anh em ạ.
Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé. Anh em cần chuẩn bị cho em là 981 triệu, trả góp thì đang là 213 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 972 triệu, trả góp thì đang là 203 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 953 triệu, trả góp thì đang là 185 triệu. Với cái chính sách giá bán rất là tốt ở thời điểm này thì cái lợi thế của cái dòng xe Hyundai Tucson của bên em là sẵn xe để có thể giao ngay. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em để em gửi cái chính sách giá bán tốt hơn và cạnh tranh hơn tới anh em nhé. Ok, cuối cùng thì em xin chia sẻ với anh em cái bản Hyundai Tucson 1.6 Turbo. Bản này thì đang có mức giá là 919 triệu. Chính sách giá bán của bên em cũng được điều chỉnh. Giá bán hiện tại đang là 919 triệu anh em nhé. Nhưng bên em vẫn có xe để giao ngay và giao sớm cho anh em để cho anh em cân đối quyết đoán để vào cọc. Thời điểm này thì nghiêm nhiên là anh em không vào cọc sớm thì chính sách giá bán chắc chắn nó sẽ bị tăng lên. Dự kiến là ngày 1 tháng 8 đã có cái chương trình giảm thuế rồi. Thì hiện tại là đã điều chỉnh cái mức giá linh động rồi đúng không ạ? Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé. Anh em cần chuẩn bị cho em là 992 triệu, trả góp thì đang là 215 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 982 triệu, trả góp thì đang là 205 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 964 triệu, trả góp thì đang là 187 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Hyundai Tucson ở thời điểm ngày 5 tháng 7 của năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như nào nữa thì vui lòng gọi điện cho em để em hỗ trợ đặt xe cũng như là có những cái chính sách giá bán chi tiết và cụ thể nhất để gửi tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.